VTV của Yên Khê. Thế là xin phỏng vấn bác là một đảng viên lão thành và một cựu chủ tịch, nguyên cựu chủ tịch xã Sông Khê. Và hôm nay bác đến dự đại hội của chi bộ thôn Yên Khê thì bác thấy không khí của đại hội hôm nay như thế nào ạ? Trước tiên là tôi thấy là các đại biểu về dự đại hội đều là ăn mặc chính tả theo đúng nghi thức. Giờ thì là quần áo là trang phục là theo của đại hội đề ra. Vâng. Thứ hai là khi mà bước vào đại hội là không khí rất là phấn khởi. Đầu tiên là có chào mừng đại hội văn nghệ, nói chung là cái tinh thần là rất là phấn khởi. Xong đến phần là tham luận, là nói chung các đại biểu đóng góp là toàn xây dựng cả. Phần thứ ba là đi vào bầu cử là chúng tôi chọn những người mà có đức có tài vào cấp ủy lãnh đạo thôn Yên Khê. Vâng, và hơn nữa thì thôn Yên Khê chúng ta là chỉ còn một vài tháng nữa là lên phường ở thuộc thành phố Bắc Giang. Thế cái kỳ đại hội này là một trong những cái điểm nhấn đánh dấu một cái bước ngoặt lịch sử của thôn chúng ta. Thì bác thấy cái kỳ đại hội của thôn chúng ta hôm nay là ta bàn luận về cái phương hướng như thế nào bác? Cái đại hội lần này là bàn cái phương hướng là đổi mới, là lên phường, là có chuyển biến là nhiều hơn là ở cấp phường, cấp xã. Thế đó, cho nên là cái xã Sông Khê là được lên cấp phường là một bước là đánh dấu là một bước là tiến bộ. Bây giờ là nhân dân là phấn khởi mà cũng đã nhiệt tình là ủng hộ để lên phường. Khi mà đã lên phường, các tiêu chí là phải phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của thành phố đề ra. Vâng, các tiêu chí của thôn chúng ta nói riêng và xã Sông Khê nói chung thì đã đạt tiêu chí về phường thuộc thành phố Hậu Giang. Và đây là một trong những cái bước ngoặt rất là lịch sử. Thế thì với trí tuệ của 62 đảng viên ở trong chi bộ thì chúng ta đã chuẩn bị cái tư tưởng. Thế thì thay mặt đài truyền hình VTV của thôn Yên Khê thì rất là trân trọng cảm ơn bác đã cung cấp một số cái thông tin. Vâng. Cảm ơn đài truyền hình VTV phát thanh sóng lên toàn quốc, làm chúng tôi rất là phấn khởi, là tự hào của chi bộ thôn Yên Khê. Vâng. Hôm nay đại hội sẽ thành công tốt đẹp và thành công rực rỡ. Vâng, chúng ta sẽ chờ kết quả sau một ít thời gian nữa là sẽ có kết quả bầu chi ủy ban chi ủy mới để ra mắt. Thì lúc đó chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp để các bạn ở Việt Nam nói chung và trên toàn thế giới, và nhất là các đảng viên Đảng Cộng sản sẽ thấy được rằng một chi bộ của thôn Yên Khê nhưng mà mỗi cái tầm cỡ có thể là đáp ứng được nhiều những cái mong mỏi của Đảng Cộng sản. Vâng, xin cảm ơn bác một lần nữa, xin cảm ơn bác Bến rất là nhiều. Xin cảm ơn đã truyền hình.